Theo như tôi được nghe, thì hầu như nhà nào cũng có bà cô, ông Bảnh, rồi cô bé đỏ, cậu bé đỏ. Tôi không hiểu về điều này nhiều, nhưng với tính tình tò mò và hay khám phá của mình, thì tôi thấy lạ. Tại sao lại lạ? Những khi bố tôi lầm rầm khấn vái, tay chắp trước ngực, đứng trước bàn thờ gia tiên, tôi đứng cạnh thì hay nghe thấy câu: "Con kính lạy bà cô, ông Mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ." Mà tôi nhớ rõ trong cái tờ A0 bố tôi vẽ sơ đồ bằng bút dạ màu thì không có bất kỳ người nào tên vậy. Tôi cứ thắc mắc điều này nên có hỏi bà già để được giải đáp. Ông Mãnh là những ông đã mất khi còn trẻ mà chưa lập gia đình. Hồi tao mới về, cũng nhiều lần thấy ông Bảnh nhà mày chiều tối hay về đấy. Cứ ngồi trên xà nhà đụng đưa chân, rồi đòi ăn cơm, rồi quậy phá. Khiếp, khiếp là. Vậy còn bà cô là ai ạ? Thì cũng là phụ nữ, mất lúc trẻ mà chưa có chồng, hay là lớn rồi, ở giá đến lúc chết. Bà cô tổ mày từng bị gặp, chính là bà cô nhà mày đấy. Tao ngày nào chả phải thắp bà nén hương với chén nước mưa để cúng. Tao thấy mỗi nhà hình như chỉ có một bà cô tổ vậy thôi, giống như quán xuyến việc trong nhà ấy mà. Thế cứ ai bất lúc trẻ cũng thành bà cô, ông Mãnh hạ bà. Này thì tao không biết, tao đã chết đâu mà biết. Nhưng hồi trước ông cố tao có nói là không phải ai chết trẻ cũng thành bà cô, ông Mãnh đâu. Cái gì mà phải chịu đày đọa dưới ngục, bị giam cầm rồi cho làm phán quan. Tao không biết mấy thứ đó, có khi người sống tưởng tượng ra ấy chứ. Cháu thấy thi thoảng người lớn cũng gọi trẻ con là ông Mãnh, ý là gì thế bà? Thì kiểu chúng mày nghịch thì gọi vậy. Tao vừa nói là ông Mãnh hay nghịch phá đấy còn gì nữa. Thế cô bé đỏ, cậu bé đỏ là ai bà nhỉ? Là con trai, con cái mất lúc còn đỏ hòn trong bụng mẹ ấy, như tao đây đẻ ra chết đến 6-7 đứa, chả nhớ nổi năm mất, thậm chí còn chưa có tên, thì làm sao mà nhớ hết, cho nên gom hết vào mà gọi chung cho tiền. Bà già cái cách quạt nan, ngồi phệt dưới nền nhà, miệng vẫn nhai trầu bọt bẹp và kể. Bà kể về những người con bà sinh ra đã mất. Lâu nhất được hơn nửa năm, còn nhỏ nhất mới chỉ vài ngày. Giọng bà kể về những cái chết ấy cứ đều đều, giống như những nỗi đau đã theo thời gian mà phai nhạt đi. Hoặc cũng có thể do bà đã chứng kiến nhiều người con của mình chết trên tay, nên nỗi đau ấy cũng đã bị chai sạn. Tôi không muốn bà kể chi tiết hơn về những điều mà khi nghe tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Tôi nhớ là chỉ có khoảng 3 lần tôi và bà nói về những chuyện này, nhưng đã ám ảnh tôi trong nhiều năm. Tôi đã từng hỏi bà việc cắt dây rốn bằng cái gì, thì bà bảo: "Bằng liềm cắt cỏ, thời tao ai chả làm như thế." Hồi ấy tôi đi học môn sinh học, có nói về nhiễm trùng, uốn ván. Tôi nghĩ rằng đó có thể là một nguyên nhân gây ra nhiều cái chết của trẻ nhỏ thời các ông bà xưa. Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ, ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận rằng để sinh ra được bố tôi, dường như gia đình đã phải mất đi nhiều người trước đó. Và cũng vì thế, tôi ý thức được rằng mạng sống của bản thân mình rất quý giá. Có thể xem như những câu chuyện của bà đã giúp tôi có những bài học đầu tiên về việc nên sống như thế nào cho tốt. Cứ mỗi lần tôi nghĩ đến bà cô tổ nhà mình là tôi lại hãi. Tôi thích nói chuyện gì thì cứ bình thường, chứ mà cứ hở ra là động tay, động chân là tôi chả muốn tí nào. Cái chị Lý Ngọc Khuê kia cũng ghê, nhưng chị cốc đầu
và có vẻ cũng dễ dụ. Còn bà cô tổ này quả nhiên không dễ. Ngoài sự kính nể trong thâm tâm, thì tôi mỗi lần đứng trước bàn thờ vái bát hương của bà tổ cô thì cứ thấy sống lưng lạnh toát. Một nỗi sợ hãi vô cùng khó hiểu. Mà thì cũng có nhiều loại và có nhiều kiểu chọc phá. Nhưng mà nếu mà lại là bà cô tổ của mình thì có cho thêm cả bao tài tiền, tôi cũng chỉ dám vã mồ hôi, từ chối không dám chọc đến. Nhớ chọc bà cô tổ giận, sau đó trút lên người khác như hồi nhỏ tôi làm vỡ bát thược, thì tim tôi sẽ không được khỏe. Tôi muốn có một trái tim khỏe. Nhưng mà, sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, sợ ai thì người đó sẽ tới. Vào một đêm sau, khi nhặt được cái nhẫn vàng khoảng mấy ngày, tôi ngủ say giấc, quấn tròn người trong cái chăn bông ấm áp trên tấm phản gỗ truyền thừa trăm năm nhưng không có giá trị nhiều về kinh tế. Phải nhắc lại một chút về tấm phản, không các bạn lại chẳng nhớ. Chả là hồi 1955, khi ông nội tôi bị đuổi ra khỏi căn nhà và mảnh đất của cha ông, chỉ được phép mang theo vài thứ phục vụ sinh hoạt tối thiểu, còn tấm phản gỗ liệp đã bị người ta lấy mất phần chân, để rồi ném hai miếng gỗ để ghép lại thành tấm phản ở ngoài sân. Ông tôi đã xin lại được chính thứ tài sản vốn thuộc về mình, và sau đó thì thay thế bằng những chân đế khác được làm bằng gỗ tạp. Ngoài tấm phản thì còn một bát hương cổ lâu đời. May do liên quan đến gia tiên nên người ta không vứt ra ngoài sân. Bát hương này ai đó từng nói với tôi là từ đời Càn Long hay gì đấy. Tôi cũng đã có ý định mang đi giám định, nhưng lại thôi, tôi không quan tâm nó cổ đến đâu. Tôi chỉ cần biết đó là thứ do các cụ nhà mình truyền lại cho con cháu để chăm sóc vật tâm linh là được rồi. Dù có giá trị vài trăm triệu đi nữa, thì liệu có dám bán hay không? Tôi ngủ trên tấm phản gỗ lim đó và tự tưởng tượng rằng mình đang nằm ngủ trên cả bề dày lịch sử của gia đình. Tấm phản gỗ lim là vật vô tri, nhưng từ lúc hưng vượng cho đến khi khó khăn thì nó vẫn được ông nội tôi sử dụng. Thời gian đã làm thay đổi nhiều. Nhìn nó cũ kỹ và xước dăm đủ kiểu, nhưng tôi không có ý định làm mới. Tôi xem mỗi vết xước nhỏ hay những đường gạch chéo hiện lên ở mép chính là dấu ấn thời gian, là hồn của một thứ gia truyền. Nếu tôi sơn lại thì thật giống như mình sẽ xóa bỏ hết đi mọi thứ. Tôi cho rằng những suy nghĩ của mình khá là kỳ lạ, chắc không nhiều người giống như tôi. Chả biết có phải là do tôi nằm ngủ trên tấm phản truyền thừa ấy hay không, mà tôi lại hay gặp nhiều thứ lạ kỳ. Đêm ấy, lại có người kéo chân tôi. Tôi thấy đôi tay lạnh lẽo chạm vào chân mình, cố co chân lại nhưng không đủ sức nên tỉnh giấc. Tôi vẫn nằm, nhưng góc đầu nhìn xuống thì ôi thôi, một bóng người mà trên đầu chít khăn mò quả đang dùng hai tay kéo chân tôi. Tôi không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng qua dáng dấp, chỉ trong tích tắc thì tôi đã nhận ra được một người mà tôi rất sợ. Bà cô tổ.